Vâng, em chào tất cả mọi người. Chưa bao giờ mà khi mà các chú bộ đội rời xa khu vực làng nổ lại có những cảnh mà rất là buồn như vậy. Rất nhiều người dân ở đây đã rơi những giọt nước mắt khi mà xem được các chú bộ đội thì cũng đã phải rời làng nổ vào ngày hôm nay. Thì tất cả mọi người xem vào những hình ảnh này, mọi người sẽ thấy bà con, các cô chú, những người còn lại ở làng nổ cảm thấy rất buồn và chia tay. Chú bộ đội đã hỗ trợ trong suốt một thời gian dài ở khu vực làng nổ. Và hôm nay thì các chú bộ đội đã rời đi, thì cũng như tất cả quý vị khán giả sẽ xem hết video này để hiểu được những cảm xúc mà tại khu vực làng nổ mà bà con dành cho các chú bộ đội mọi người nhé. Đến giờ làm việc, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và cùng toàn thể bà con nhân dân, cán bộ, chiến sĩ chúng ta ổn định tổ chức để chương trình chia tay xin phép được bắt đầu. Trước khi vào nội dung chính của chương trình chia tay thì văn phòng xin phép thống nhất một số nội dung. Thứ nhất về phần giới thiệu đại biểu thì đề nghị toàn thể các đồng chí cũng như quý bà con sẽ không vỗ tay mà chỉ thông qua thành phần đại biểu tham dự của lễ chia tay ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý đại biểu, toàn thể bà con nhân dân cũng như cán bộ chiến sĩ chúng ta ổn định tổ chức để chương trình xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị đại biểu, như chúng ta đã biết, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, bão Yagi, bắt đầu từ đêm ngày 6 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn huyện Bảo Yên xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đặc biệt là trong 3 ngày, 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024. Mưa lớn kéo dài, dâng cao trên địa bàn huyện đã xảy ra lũ lụt sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho huyện Bảo Yên. Toàn huyện có 5.430 người dân bị ảnh hưởng, trong đó bị chết 70 người, bị thương 29 người, mất tích 12 người. Riêng vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh với 40 hộ 168 nhân khẩu, trong đó bị chết 55 người, đang điều trị 14 người và còn 12 người đang mất tích. Tổng số nhà bị ảnh hưởng thiệt hại là trên 4.400 căn nhà, trong đó gần 500 ngôi nhà bị thiệt hại trên 70% và mất hoàn toàn. 2.313 ha diện tích đất nông lâm nghiệp, 342 công trình hạ tầng bị ảnh hưởng thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính trên 1.700 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại của huyện Bảo Yên, đặc biệt là các thông tin thiệt hại về người, với phương châm thần tốc đặt tính mạng của nhân dân lên cao nhất, quyết tâm tìm bằng được đồng bào ta không may mắn còn mắc kẹt trong cơn lũ dữ. Dù bao khó khăn vất vả, nguy hiểm cận kề, dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, các chiến sĩ thuộc sư đoàn 316 quân khu 2, các tiểu đoàn cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an, các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Lào Cai đã xuyên ngày xuyên đêm vật lộn với mưa gió, lật từ gốc cây, bụi cỏ, hớ đất, dòng sông để tìm và đưa đồng bào ta trở về với gia đình. Song song với hoạt động tìm kiếm, các anh cũng đã dành thời gian giúp nhân dân dựng nhà, sửa trường học, tu sửa trạm xá, bệnh viện. 15 ngày tìm kiếm đã qua đi, cũng là lúc Bảo Yên dần ổn định cuộc sống, trở về với quê hương nơi đây, cũng là thời khắc chúng ta phải tạm chia tay các anh về với đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Hôm nay, huyện Bảo Yên tổ chức chia tay các chiến sĩ về đơn vị tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ được giao. Tham dự chương trình chia tay ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía đại biểu quân khu 2, xin trân trọng giới thiệu đại tá Nguyễn Tinh Dũng, phó chính ủy sư đoàn 316. Về phía bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, xin trân trọng giới thiệu đại tá Đặng Văn Cảnh, phó chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai. Xin trân trọng giới thiệu còn có cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sở ngành của tỉnh, các lực lượng vũ trang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Lủ, xã Phúc Khánh. Về phía đại biểu huyện Bảo Yên,
Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Quốc Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Ủy ban dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã huyện, xã hội huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Khánh, cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Làng Lủ cũng như học sinh xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chính ủy Sư đoàn 36 lên phát biểu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí. Đi về đây, Kính thưa đồng chí Hoàng Quốc Bảo, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, nghẹn ngào, mặc dù đã cố gắng hết sức và nỗ lực tìm kiếm, nhưng vẫn còn 12 nạn nhân chưa tìm thấy. Chúng tôi mong rằng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng của địa phương tiếp tục tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại và cùng nhân dân thôn Làng Nủ sớm ổn định, tái thiết lại bản làng sau lũ. Trong đợt thực hiện nhiệm vụ này, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 36 và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo huyện Bảo Yên, cấp ủy chính quyền địa phương xã Phúc Khánh, lực lượng vũ trang địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bà con nhân dân làng Nủ xã Phúc Khánh đã yêu thương đùm bọc giúp đỡ cán bộ chiến sĩ sư đoàn 36 nói riêng và lực lượng tìm kiếm cứu nạn nói chung trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cuối cùng, thay mặt cho cán bộ chiến sĩ sư đoàn 36 quân khu 2 và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, mong cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua đau thương, mất mát, nhanh chóng ổn định cuộc sống để xây dựng bản làng, quê hương sớm trở lại bình yên, tươi đẹp, cái tên Làng Nủ, Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai mãi mãi in sâu trong trái tim, trong tiềm thức và ký ức cán bộ chiến sĩ chúng tôi. Chúng tôi xin tạm biệt lãnh đạo chính quyền các cấp, xin tạm biệt bà con nhân dân và toàn thể các đồng chí, xin tạm biệt. Cao cả của các đồng chí, các lực lượng vũ trang gồm có quân khu 2, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4 của trung đoàn Tây Bắc, tiểu đoàn cảnh sát cơ động của trung đoàn thủ đô, công an tỉnh, quân sự tỉnh, biên phòng tỉnh và nhiều lực lượng khác nữa. Trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong cái lúc mà tang thương bối rối thì cái tinh thần dân tộc và cái sức mạnh đại đoàn kết đã giúp chúng tôi và giúp chúng tôi vượt qua chỉ là nhiều mà nhiều chính sách như vậy. Một lần nữa thì chúng tôi xin khắc cốt ghi tâm và gửi chào thân ái lời cảm ơn trân trọng đến chúc các đồng chí trên đường công tác tiếp tục là phát huy cái truyền thống anh hùng cách mạng của công an nhân dân. Tạm biệt bác.
cho các chú đi tìm ơi, dòng bánh đồ. Đây là tình cảm của bao các con thằng đủ ấy. Đoàn 36 ạ, thực hiện nhiệm vụ ở đây trong vòng 14 ngày qua. Trong vòng 14 ngày qua thì các lực lượng đã không quản ngại khó khăn vất vả để hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của mình. Đây là tình cảm của bà con nhân dân thôn Làng Hổ dành cho cán bộ chiến sĩ của bà nào sinh ra đi. Các bạn nhìn thấy rất đông người dân tập trung lại. Thế là mi yến không hợp thai hợp yến phá hợp mi yến phá không mày này sao mày yến cho quay được rồi. Các ông chí ơi,
ông chỉ truyền lệnh đi sau phía xuống phía nam chỉ trưởng có khẩu lệnh thì ông đưa tay phải lên chào ông chỉ thôi chưa ông chú ý này. Nếu ông kia làm có khẩu lệnh thì các ông kia giơ tay phải lên chào. Ông kia chú ý đấy. Mày quên. Chào ông kia loại. Đang về nhé. Thành. Cảm ơn. Mày khỏe nhé. Về anh nhé. Đúng rồi, chị Trang.